Xin chào các bạn. Thì trong hôm nay trong video này mình xin giới thiệu với các bạn về hoa của cây rưỡi hổ. Thì chắc hẳn sẽ có một vài bạn chưa biết hoa của cây rưỡi hổ nó như thế nào ha. Thì cũng giống như mình gần 30 đã 30 nồi bánh chưng khổng lồ, siêu to khổng lồ mà cũng chưa thấy cây hoa của cây rưỡi hổ như thế nào. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn hoa của cây rưỡi hổ. Đây. Hoa của cây lưỡi hổ này mấy bạn. Thì cái hoa này nó đã được hôm mình về hôm ngày thứ cách nay 5 ngày 6 ngày thì nó đã trổ rồi mấy bạn. Cực kỳ thơm luôn, mùi thơm cực kỳ dễ chịu luôn mấy bạn. Nó rất là thơm, mà thơm nhất là vào buổi sáng như bây giờ này mấy bạn ra thì nghe mùi thơm nó thơm dịu nhẹ mà nó thanh, nó thoảng, nó làm cái mình cực kỳ dễ chịu lắm. Thì cái đây là chậu hoa nhà mình, nó đã trổ được 4 bông. Đây. Thơm phức luôn, giờ mình ngồi mình quay vậy chứ nó rất là thơm mấy bạn. Đó, 4 bông nha mấy bạn. Đó. Đây. Thì ngạc nhiên lắm. Hồi đó giờ trồng chứ không biết có bông. Cái tự nhiên hôm bữa về thấy có bông. Mẹ cha mình cũng mới thấy hoa lưỡi hổ này lần đầu tiên. Mình không hiểu sao mình cũng có trồng cây lưỡi hổ, nhưng mà mấy bạn, cái cây lưỡi hổ mà cái sọc á, vàng vàng á, thì mình chưa thấy bông đó. Mình thấy bông bữa giờ mấy bạn up Facebook thì mình cũng thấy bông của một vài cây rồi, nhưng mà hôm nay chính nhà mình cũng có bông luôn, mình rất là mừng. Đây mấy bạn, xin giới thiệu mấy bạn, một chồi non đang nhú lên đây đó, mấy bạn thấy không đó, nó đang nhú lên đó mấy bạn. Thêm một hoa nữa. Thì cái hoa này tầm 6-7 ngày rồi mà nó vẫn còn mùi hương rất là thơm. Thì mình nghe đâu á, mọi người nói với nhau á, thì cây lưỡi hổ có hoa thì rất là tốt ha, gia đình rất là tốt. Cây này thì mọi người thường hay trồng rất nhiều, để khuyến khích mọi người trồng hút khí độc, và nói chung là trồng phong thủy hút khí độc và rất tốt cho gia đình ha mấy bạn ha. Đây, xin giới thiệu với mấy bạn. Không biết làm sao mà nó có hoa, mình cũng rất muốn cho cây lưỡi hổ ở dưới nhà của mình có hoa. Hoa màu trắng cao lên mấy bạn. À, trong đây nó sẽ có những cái cánh hoa, nó có nhị hoa rất là dài lên. Đây nó có mấy cái búp này, nó sẽ nở ra vào ngày tiếp theo. Đó, nó không nở hết một được mấy bạn. Dài lên như thế này đây. Đó. Cái này mẹ mình trồng cũng mới được 1-2 năm thôi. Cũng mới đây đâu à. Đó. Bông mình này là bông to nhất và dài nhất. Sao mà một chậu trồng nhiều thế. Xin chào các bạn.